Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Theo VN Express, số ca mắc bệnh đường hô hấp tăng nhanh ở miền Bắc Trung Quốc, trong đó nhiều bệnh nhân là trẻ em, làm dấy lên lo ngại về đại dịch sau COVID-19. Tuy nhiên vừa qua, các cơ quan y tế Trung Quốc cho biết không phát hiện mầm bệnh mới trong đợt bùng phát này. Lượng người nhập viện gia tăng do mùa đông kéo đến, các loại virus đường hô hấp quen thuộc phát triển sau khi nước này dỡ bỏ các hạn chế. Trong đợt bùng phát này, các triệu chứng được báo cáo là phổ biến đối với nhiều bệnh lý đường hô hấp quen thuộc. Đến thời điểm hiện tại, các hệ thống giám sát và bệnh viện của Trung Quốc báo cáo rằng các biểu hiện lâm sàng này được gây ra bởi các tác nhân đã biết đến trong quá trình lưu hành. Vi khuẩn Mycoplasma pneumoniae là một tác nhân gây bệnh đường hô hấp phổ biến và là một nguyên nhân thường gặp của viêm phổi ở trẻ em và có thể được điều trị dễ dàng bằng kháng sinh. Trung Quốc có một hệ thống giám sát bệnh giống cúm ILI và các nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính nặng SARI. Kể từ giữa tháng 10, Trung Quốc đã triển khai các hệ thống giám sát nâng cao cho bệnh lý đường hô hấp, bao gồm một loạt các virus và vi khuẩn, trong đó có Mycoplasma pneumoniae. Hiện tại, không có thông tin chi tiết để đánh giá toàn bộ rủi ro của những trường hợp bệnh lý đường hô hấp này được báo cáo ở trẻ em. Tuy nhiên, do mùa đông đang đến, dự kiến sẽ có xu hướng gia tăng về các bệnh lý đường hô hấp. Sự gia tăng cùng lúc của các loại virus đường hô hấp có thể làm tăng áp lực lên hệ thống y tế. Chuyên gia khuyến cáo, hầu hết mọi người sẽ tự khỏi bệnh hoặc dùng thuốc không kê đơn để giúp giảm bớt các triệu chứng. Nhưng nếu bệnh nặng hơn, người dân thường sẽ phải dùng một đợt kháng sinh. Điều đó đặc biệt đáng lo ngại vì Trung Quốc là quốc gia có tỷ lệ mắc bệnh viêm phổi do Mycoplasma cao nhất thế giới, có khả năng kháng một loại kháng sinh gọi là macrolide. Jin Yudong, bác sĩ bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Triều Dương Bắc Kinh, trung tâm bệnh hô hấp hàng đầu của quốc gia cho biết có tới 60% đến 70% trường hợp ở người lớn và tới 80% trường hợp ở trẻ em không thích ứng với Zikromax, một loại thuốc kháng sinh điều trị nhiễm trùng do vi khuẩn và các loại thuốc tương tự. Ngày 13 tháng 11, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc báo cáo số ca nhiễm bệnh đường hô hấp gia tăng, chủ yếu ở trẻ em. Chính quyền cho rằng nguyên nhân là sự kết hợp của các mầm bệnh như Mycoplasma pneumoniae, virus hợp bào hô hấp RSV, virus cúm mùa COVID-19, ghi nhận từ VN Express. Hôm ngày 20 tháng 11, hệ thống giám sát dịch bệnh công cộng Promed, nơi từng đưa ra cảnh báo sớm về các trường hợp COVID-19, ghi nhận nhiều bệnh viện ở Trung Quốc bị quá tải do dịch viêm phổi bùng phát. Đợt dịch chủ yếu xảy ra ở Bắc Kinh, lan sang phía đông bắc tỉnh Liêu Ninh và một số khu vực nhỏ lẻ khác. Triệu chứng bao gồm sốt, viêm phổi do không ho, phổi xuất hiện các nốt, thường là kết quả của đợt nhiễm bệnh trước đó. Giới chức chưa báo cáo trường hợp nào tử vong. Tại một bệnh viện nhi ở Bắc Kinh hôm ngày 23 tháng 11, một số phụ huynh cho biết con họ được chuẩn đoán viêm phổi do Mycoplasma, nguyên nhân phổ biến gây ra viêm phổi ở những trẻ em thường xuyên dùng kháng sinh. Các báo cáo gợi lại ký ức về đại dịch cũng xảy ra vào khoảng thời gian cuối năm, khiến nhiều người dùng mạng xã hội lo ngại về một loại virus mới đến từ Trung Quốc hoặc dạng COVID-19 mới. Trước đó, nước này cũng từng bị Tổ chức Y tế Thế giới WHO chỉ trích vì thiếu minh bạch trong đại dịch. VN Express cho biết, hôm ngày 22 tháng 11, WHO yêu cầu Trung Quốc cung cấp thêm thông tin về các trẻ mắc chứng viêm phổi chưa được chuẩn đoán. Bắc Kinh trả lời không phát hiện bất kỳ mầm bệnh mới hoặc bất thường nào. Dù vậy, Cơ quan Y tế Liên Hợp Quốc vẫn yêu cầu nước này bổ sung thêm nhiều chi tiết, lưu ý chính phủ cần theo dõi chặt chẽ xu hướng của các loại virus như cúm, RSV, nCoVID. Theo WHO, Trung Quốc bắt đầu ghi nhận bệnh viêm phổi do Mycoplasma lần đầu tiên vào giữa tháng 10. Hiện có rất ít thông tin để hiểu được nguy cơ chung của những ca mắc bệnh đường hô hấp ở trẻ em. Tuy nhiên, theo dự đoán, số ca sẽ tăng thêm khi mùa đông đến. Một số chuyên gia chỉ ra rằng nguyên nhân số ca nhiễm tăng là thời tiết lạnh hơn, việc dỡ bỏ lệnh hạn chế và hệ miễn dịch của trẻ suy giảm trong 2 năm ít ra ngoài vì đại dịch. Vì Trung Quốc trải qua thời gian phong tỏa lâu và khắc nghiệt hơn nhiều so với bất kỳ quốc gia nào khác, khi các lệnh hạn chế được dỡ bỏ, làn sóng dịch bệnh thông thường có thể khá lớn. Tiến sĩ François Ballou, Đại học College London cho biết, trước khi có bằng chứng mới cho thấy điều ngược lại, thế giới không cần quá lo lắng về một mầm bệnh mới, ông nói thêm. Tiến sĩ Paul Hunter, Đại học East Anglia của Anh nhấn mạnh hiện có quá ít thông tin để xác định điều gì. Tuy nhiên, về tổng thể, ông không cho rằng một đại dịch mới với quy mô như COVID sẽ xuất hiện. Tương tự, tiến sĩ Catherine Binet, Đại học Dakin của Australia chỉ ra rằng nhiều trẻ nhỏ ở Trung Quốc không được tiếp xúc nhiều với các mầm bệnh thông thường, vì vậy mức độ miễn dịch của các em sẽ không đồng đều. WHO khuyến nghị người dân ở Trung Quốc thực hiện các biện pháp để giảm rủi ro mắc các bệnh lý đường hô hấp, bao gồm
tiêm phòng theo khuyến nghị đối với cúm, COVID-19 và các tác nhân gây bệnh đường hô hấp khác khi cần, giữ khoảng cách với những người bệnh, ở nhà khi bị bệnh, thực hiện xét nghiệm và chăm sóc y tế khi cần thiết, đeo khẩu trang khi cần thiết, đảm bảo thông thoáng không gian và thực hiện việc rửa tay đều đặn. WHO không đề xuất bất kỳ biện pháp cụ thể nào đối với người đi du lịch đến Trung Quốc. Nói chung, những người có triệu chứng gợi ý của bệnh lý đường hô hấp nên tránh du lịch nếu có thể. Trong trường hợp có triệu chứng trong hoặc sau chuyến đi, họ được khuyến khích tìm kiếm sự chăm sóc y tế và chia sẻ lịch sử du lịch với bác sĩ. Dựa trên thông tin hiện tại, WHO khuyến cáo không cần áp dụng bất cứ lệnh hạn chế đi lại nào. Theo báo Tuổi Trẻ Online, mới đây, Bộ Y tế Trung Quốc kêu gọi chính quyền địa phương tăng số lượng phòng khám bệnh đối với các bệnh nhân bị sốt, trong bối cảnh nước này đang phải vật lộn với số ca mắc các bệnh về đường hô hấp gia tăng chóng mặt. Theo hãng tin Reuters, người phát ngôn Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc NHC Mệ Phong giải thích, sự gia tăng các ca bệnh liên quan đến bệnh về đường hô hấp cấp tính là do sự lây lan các mầm bệnh sẵn có, trong đó điển hình là virus cúm. Cần nỗ lực tăng số lượng phòng khám và khu vực điều trị những ca bệnh liên quan, tăng thời gian điều trị thích hợp và tăng cường đảm bảo nguồn cung cấp thuốc cho các bệnh nhân, ông Mệ nói trong một cuộc họp báo. Cần làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh tại những nơi đông người như trường học, các cơ sở chăm sóc trẻ em và viện dưỡng lão, đồng thời giảm số lượng thân nhân đến thăm cũng như số lượt đến thăm người thân. Phát ngôn viên của NHC bổ sung thêm. Đặc biệt, các ca bệnh nhi chủ yếu tập trung ở các tỉnh thành phố phía Bắc của Trung Quốc như thủ đô Bắc Kinh và tỉnh Liêu Ninh khiến các bệnh viện tại những khu vực này quá tải. Đại diện Quốc vụ viện Trung Quốc cho biết, dịch cúm sẽ đạt đỉnh vào mùa đông và mùa xuân tới, trong khi đó tỷ lệ nhiễm vi khuẩn Mycoplasma pneumoniae, một trong những tác nhân gây bệnh viêm phổi thường ảnh hưởng đến trẻ nhỏ, vẫn sẽ ở mức cao tại một số khu vực. Cơ quan này cũng không loại trừ khả năng tái bùng phát một đợt lây nhiễm COVID-19 mới. Tất cả các địa phương nên tăng cường báo cáo thông tin về những ca bệnh truyền nhiễm. Để đảm bảo luồng thông tin được báo cáo kịp thời và chính xác, đại diện Quốc vụ viện cho biết. Tuần trước, khu vực miền Bắc Trung Quốc bỗng bùng phát dịch bệnh về đường hô hấp bí ẩn, khiến nhiều bệnh viện nhi quá tải. Đến ngày 22 tháng 11, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã yêu cầu Trung Quốc cung cấp thêm thông tin sau khi chương trình theo dõi các bệnh mới nổi, PROMED, ghi nhận các cụm bệnh về đường hô hấp ở trẻ em tại miền Bắc nước này. Cục Y tế Dự phòng, cơ quan đầu mối quốc gia thực hiện điều lệ y tế quốc tế, IHR cho biết đã liên hệ, trao đổi trực tiếp với đại diện WHO tại Việt Nam và cơ quan đầu mối thực hiện IHR Trung Quốc, đề nghị phối hợp cung cấp các thông tin liên quan đến đợt bùng phát bệnh hô hấp tại Trung Quốc. Báo Dân trí cho hay, theo đó ngày 23 tháng 11, Cục cũng đã có thư gửi đại diện WHO và Văn phòng Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Hoa Kỳ tại Việt Nam, đề nghị cung cấp thông tin chính thức liên quan đến việc gia tăng các trường hợp mắc bệnh đường hô hấp tại Trung Quốc. Cục Y tế Dự phòng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với WHO, CDC Hoa Kỳ và các tổ chức quốc tế cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh đường hô hấp tại Trung Quốc và đề xuất các biện pháp phòng chống dịch phù hợp để báo cáo lãnh đạo bộ. Người dân không chủ quan, lơ là nhưng cũng không hoang mang, lo lắng và chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh cá nhân, các khuyến cáo phòng bệnh lây truyền qua đường hô hấp. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.